chào các bạn. Mình đang ở cảng, một trong những cảng lớn thứ ba của thế giới nhé các bạn, Singapore nhé. Công ty mình đang kiểm tra định kỳ chiếc thuyền Captain Engine of Florida After, một trong những chiếc thuyền rất khủng nhé, 338 mét, rất chỉ là rộng. Và hiện tại chiếc thuyền đang ở mức độ sâu là 13 mét. Từ mặt nước xuống dưới đáy là sâu 13 mét này cả nhà. Và các bạn nhìn xem là cảng rất tấp nập nhé. Đây đội thợ lặn của mình đây. Đây là đội thợ lặn. Yeah. Singapore. Singapore dân. Đây về. Bus của đa đường. And Interwoods Diver. Nhà nhìn xem chiếc thuyền cảng đang dỡ những cái container. Đây là anh quản lý chiếc thuyền to xuống. Kiểm tra thuyền đã xong. Anh sẽ làm chuẩn bị nhảy xuống để kiểm tra định kỳ chiếc thuyền. Ở trên cảng có rất nhiều thuyền ra vào các bạn. Nghe một chiếc cảng đã chuẩn bị cập cảng. OCC nè, OCCN. Mình đang test con Google Black 7 nhé. Nước biển thật trong xanh. Thì họ tháo dỡ cẩu những quả công lên để rồi mình vào công việc chính. Coming in here, check 4, 5. Mr. Ken. Chiếc thuyền rất là cao. NUK chở container nha cả nhà. Start diving. Dive to the water. Going the back, huh? Okay, bro. Okay. No problem. So Vietnam. And finish. Vietnam. Đồng chí này 21 tuổi. Chèo lên việc muốn có chiếc thuyền cả nhà. Chào cái thế nào? Ô tô container có một đầu kéo mà chỉ có một bên của cái chỗ lái nha các bạn. Cái đầu kéo á, chỉ có một lửa đó. Nửa lại nhà trống. Đô đô xuống cảng rất hay. New senpai coming to behind nhé. Tên từ Tali. And put the other idea stuck. Okay now. Sâu sư san Mỹ. Hẳn sân đợi.
chỉ có chọn là mà ta làm mà cao sát bảy san sipa tráng tù san san ba cao tu sủy xe san san mỉ khoang tu liêu sứ và hái sứ niệp sứ không chỉ rồi chân tráng sứ niêu sứ tận đỉnh xem sang sử mình yang à yang thống uy công công sư cân nó cái à đâu còn ta mấy captain mấy captain slack tali slack dây xuống cho thân lặn nhanh hơn nhé. Soli soli. Nữa chuẩn bị công cảng để biết gì cảng rất chi là to chiếc thuyền chở container chuẩn mình đến là cái thuyền xanh xanh kia nhé chở tất cả 3 chiếc container nhé 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 chiếc container một bề ngang bề rộng thì thuyền kia thì mình không biết được nó là chiều dài nó bao nhiêu nhưng bề ngang thì là được 24 chiếc container chiếc container này cũng là 2m 2m rưỡi là 2m 2 2m 5 ra xa chiếc thuyền này các bạn nhìn xem là cái mũi này trước mũi của thuyền thì chở được cao được 5 thuyền 5 chiếc container và chiều sâu của nó thì ok standby 5 meter of engine captain lead to inside more go inside you more go inside Okay. Copy. Xa xa thì giữa thì chở được 6 cái container nha cả nhà. Okay, slack 5 meter more. Okay, slack. Đây mới là trên cái mỏm thuyền vắt vát của thuyền nha các bạn. Chưa đi đến đoạn khoảng giữa thân thuyền là chưa đến nhé khoảng 10 mét nữa thì đến thân thuyền cáp soli ok ok mình bận tí việc nhé cả nhà mình xin dừng video ở đây nhé nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn.